Mẹo khai vận tình duyên cho 12 con giáp khi bước sang năm Tân Sửu 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, chuyện tình cảm yêu đương luôn là mối quan tâm lớn của nhiều người trong cuộc sống. Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thường tạo ra nhiều sự biến động và bất ổn. Làm sao để có được hạnh phúc? Làm sao để hóa giải những mâu thuẫn không đáng có trong mối quan hệ hiện tại? Bí quyết khai vận nhân duyên ứng với 12 con giáp dưới đây sẽ giúp mỗi người có được câu trả lời xác đáng nhất. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Tuổi Tý, tử vi phương Đông dự đoán vận trình nhân duyên của những người đã kết hôn tương đối thuận lợi và bình ổn. Cuộc sống vợ chồng mặc dù khó tránh khỏi những xung khắc, tranh cãi, những người trong cuộc đều biết đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và cảm thông. Những người đang yêu có khoảng thời gian đắm chìm trong ngọt ngào, hạnh phúc mà nửa kia đem lại. Nếu đã có thể tìm hiểu kỹ về nhau, bản mệnh có thể nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Đối với những người đang có cuộc sống độc thân, vận nhân duyên với người khác giới được nhìn nhận khá lý tưởng. Con giáp này có nhiều cơ hội tìm gặp được người trong mộng. Đã từng chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, gần đây tuổi Tý đã tìm được người tâm đầu, ý hợp, có thể hóa giải mọi buồn phiền cũng như vết thương lòng cho bản mệnh. Tình cảm này sẽ càng thăng hoa hơn nữa nếu những người này dành nhiều thời gian quan tâm đối phương hơn. 2. Tuổi Sửu. Lời khuyên cho người tuổi Sửu đã có vợ, có chồng là nên chân thành và tôn trọng người bạn đời của mình. Mối quan hệ vợ chồng sẽ khó giữ được lâu bền nếu cả hai mãi dành cho nhau sự hoài nghi, ghen ghét. Nếu có bất cứ hiểu lầm hay mâu thuẫn nào, hãy bình tĩnh cùng nhau ngồi xuống tìm phương án giải quyết. Với những người độc thân trong năm 2021 có nhiều cơ hội tìm được ý chung nhân. Bản mệnh trong lòng đang thầm thương, trộm nhớ một người. Tốt nhất nên tìm hiểu rõ về cuộc sống cũng như tính cách, sở thích của đối phương. Một khi đã có sự hiểu biết nhất định về đối tượng, con giáp này mới có cơ hội đạt bước tiến vững chắc và lâu dài. Con giáp này nếu đang trong quá trình yêu đương thì chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Nếu có ý muốn kết hôn thì nên tranh thủ khoảng thời gian này để tiến hành. 3. Tuổi Dần. Tử vi tuổi Dần năm 2021 đoán định tình cảm của những người đã lập gia đình khá hạnh phúc và viên mãn. Chỉ cần cả hai dành nhiều thời gian hơn cho nhau để hâm nóng lại tình cảm thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. Chỉ có điều các mối quan hệ khác giới trong công việc lẫn xã hội của các cặp đôi này tăng đột biến. Chính vì vậy, mỗi người cần phải biết giữ khoảng cách an toàn với những mối quan hệ để tránh những hiểu lầm, bất hòa, không mong muốn. Đối với tuổi Dần vẫn đang độc thân thì nên tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, mở lòng hơn để có thêm các mối quan hệ mới. Bởi biết đâu, trong số đó, bản mệnh sẽ tìm thấy được hình mẫu lý tưởng bấy lâu. Còn vận trình tình cảm của những người đang yêu khá ổn định và thuận lợi, cả hai sẽ là khoảng thời gian thắm thiết và mặn nồng. Song cần bình tĩnh và nhường nhịn nếu không may xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi vì những chuyện không đáng. 4. Tuổi Mão. Vận trình tình cảm của người tuổi Mão đã kết hôn có nhiều thăng trầm và bất ổn. Con giáp này sẽ gặp chuyện thị phi, điều tiếng tác động tiêu cực tới tâm trạng. Điều này vô tình tạo cơ hội cho tiểu tam bước chân vào cuộc sống gia đình của bạn. Lời khuyên cho bản mệnh là nên quan sát mọi chuyện một cách khách quan và đa chiều, hạn chế cái tôi, tính bảo thủ và cố chấp. Đồng thời, dù ở trong tình cảnh nào cũng đừng để quan. Phần lớn tuổi Mão vẫn còn độc thân, được đào hoa tinh chiếu mệnh đem lại cơ hội bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, tình cảm này thường khó giữ được lâu dài, nhất là khi con giáp này luôn hành động nóng vội, hấp tấp. Tình cảm của những người đang yêu cũng không thực sự lý tưởng, người trong cuộc sẽ bị xao động bởi cái mới mà phản bội đối phương.
Chỉ cần một trong hai người không muốn giữ gìn tình cảm này thì mối quan hệ cũng nhanh chóng đổ vỡ theo. 5. Tuổi Thìn. Theo tử vi phương Đông, cuộc sống hôn nhân của người tuổi Thìn trong năm 2021 rất thăng hoa và viên mãn. Sẽ có thời điểm tình cảm trở nên phai nhạt do thời gian người trong cuộc dành cho nhau không đủ nhiều. Thêm vào đó, nhân duyên với người khác giới của con giáp này rất vượng, bản mệnh cần giữ khoảng cách an toàn với các mối quan hệ bên ngoài. Tình cảm của người đang yêu trong giai đoạn này càng thêm mặn nồng và sâu sắc, có thể tính tới chuyện hôn sự. Đối với tuổi Thìn đang còn độc thân, đào hoa vượng đem lại cho bản mệnh mối lương duyên vào thời điểm không thể ngờ. Công việc dù có bận rộn đến đâu, con giáp này cũng nên dành thời gian cho người thân và bạn bè. Bởi theo tử vi, vận nhân duyên của những người này trong năm 2021 phần lớn là nhờ sự giới thiệu, mai mối. Còn nếu bản mệnh đã có đối tượng trong lòng thì nên mạnh dạn bộc lộ tình cảm của mình vì khả năng tương hợp là rất lớn. 6. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ đã lập gia đình thường xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi với người bạn đời của mình vì tình cảm hai người mỗi lúc một phai nhạt. Suy cho cùng, nguyên nhân của điều này cũng xuất phát từ việc con giáp này ngại chia sẻ suy nghĩ và vấn đề đang gặp phải cho đối phương. Cách tốt nhất để hóa giải mọi hiểu lầm trong mối quan hệ gia đình chính là bình tĩnh ngồi xuống, cùng nhau bàn bạc, nói lên quan điểm và thỏa thuận lẫn nhau. Tử vi phương Đông cho biết, vận đào hoa của người tuổi Tỵ còn độc thân trong năm 2021 khá lý tưởng. Bản mệnh có nhiều cơ hội gặp được người trong mộng. Nhưng trước đó, con giáp này cũng phải cởi mở và tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn để kết giao thêm bạn mới. Nếu không ngại, bản mệnh cũng có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Những người đang yêu nhau, nếu thấy tình cảm đã chín mùi thì nên tính tới chuyện kết hôn. 7. Tuổi Ngọ. Tình cảm vợ chồng của tuổi Ngọ trong năm 2021 tương đối ổn định và viên mãn. Nhờ sự thấu hiểu, bao dung và tin tưởng lẫn nhau mà mối quan hệ này được dự đoán có thể duy trì lâu dài. Tuy nhiên, nếu không giữ khoảng cách an toàn với các mối quan hệ khác giới thì e rằng sẽ có nhiều nguy cơ sóng gió, đổ vỡ. Những người đang yêu được tận hưởng những khoảnh khắc mặn nồng và ngập tràn hạnh phúc. Nếu có ý định kết hôn thì nên tranh thủ trong khoảng thời gian này. Đối với tuổi Ngọ còn độc thân, dự đoán có nhiều khả năng trở thành đối tượng lý tưởng trong mắt những người khác giới. Bằng tính cách lạc quan, yêu đời và phơi phới sức sống mà con giáp này tạo được nhiều thiện cảm với những người xung quanh. Nếu trong lòng đã sinh lòng thầm thương, trộm nhớ thì hãy tận dụng thời cơ này để bày tỏ tình cảm với người ấy. Biết đâu, nhân duyên sẽ đem lại cho bản mệnh người trong mộng. 8. Tuổi Mùi. Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi đã kết hôn không thực sự mong đợi. Bất đồng trong quan điểm sống đến tính cách, suy nghĩ khiến cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi gay gắt, khó có thể dung hòa. Con giáp này nên hạ thấp cái tôi, dành thời gian quan tâm đến người bạn đời của mình. Ngoài ra, không riêng gì bản mệnh mà cả đối phương cũng cần phải học cách tin tưởng và trân trọng người bên cạnh mình để hạn chế những mâu thuẫn không đáng có. Tử vi dự đoán tuổi Mùi độc thân trong năm Tân Sửu có số vượng đào hoa, bản mệnh có thể tìm gặp ý trung nhân ở bất kỳ đâu và trong bất kỳ thời điểm nào. Khả năng nảy sinh một tình yêu sét đánh đối với con giáp này là hoàn toàn có thể. Ngoài ra, những người đang yêu có chuyện tình cảm êm đẹp và bền vững với đối phương. Đây được xem là điểm phù hợp để hai người tính đến chuyện trăm năm. 9. Tuổi Thân. Bước sang năm Tân Sửu, những người tuổi thân cần lưu ý trong việc chia sẻ với một nửa của mình. Vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn và cãi vã. Bản mệnh nên nhường nhịn đối phương để giữ hòa khí cho gia đình. Nếu không giữ được bình tĩnh thì đồng nghĩa với việc bản mệnh đang tự tay phá vỡ tổ ấm của mình. Đối với những người vẫn còn độc thân thì năm 2021 được coi là thời điểm thuận lợi để con giáp này kết giao thêm bạn. Cơ hội tìm bạn đời cũng vì thế mà nâng cao. Chỉ cần bản mệnh chịu mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác thì khả năng thành đôi là rất lớn. Tuổi thân đang trong mối quan hệ yêu đương cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn để tạo nên bước đột phá mới. Đó là tiến đến cuộc sống hôn nhân gia đình. 10. Tuổi Dậu. Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu đã lập gia đình không có nhiều biến động. Cả hai đều là người biết lắng nghe, chia sẻ và cảm thông. Nhờ đó mà hầu như không gặp bất đồng trong cuộc sống gia đình. Với những con giáp đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau thì vận may về đào hoa sẽ đem lại tin vui cho bạn trong chuyện tình cảm.
Nếu cảm thấy tình cảm đủ sâu thì có thể cân nhắc tới việc về chung một nhà. Tử vi phương Đông cho biết đây là năm đào hoa vận của những người còn độc thân. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp được người bấy lâu tìm kiếm trong các cuộc gặp gỡ gia đình, bạn bè, thậm chí vào thời khắc mà bản mệnh không thể ngờ được. Đứng trước nhiều sự lựa chọn về người bạn đời trong tương lai, tuổi Dậu cần phải có chính kiến và suy nghĩ kỹ lưỡng để không bỏ lỡ người phù hợp với mình. 11. Tuổi Tuất. Tử vi tình cảm của tuổi Tuất nhắc nhở những người đã có gia đình nên dành thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Công việc có thể bận rộn nhưng bản mệnh đừng quên quan tâm đến cảm xúc của đối phương, đồng thời phải biết giữ mình, tránh để các mối quan hệ ngoài luồng có cơ hội phá hoại tình cảm gia đình. Nếu không may có mâu thuẫn hay bất đồng xảy ra, hãy bình tĩnh và nói lên quan điểm của mình để tháo gỡ từng rắc rối một. Tuổi Tuất chưa kết hôn gặp năm Tân Sửu khá đào hoa, có nhiều cơ hội về bạn đời cho con giáp này lựa chọn. Chính vì có nhiều cơ hội mở ra trước mắt khiến bản mệnh sẽ rơi vào do dự, chần chừ. Nếu đã tìm được đối tượng thuận lòng, vừa ý, tuổi Tuất nên quyết đoán giữ gìn mối quan hệ đó. Tình cảm của những người đang yêu trong giai đoạn này có chiều hướng biến chuyển tốt đẹp, có thể tiến tới chuyện xa hơn. 12. Tuổi Hợi. Bước sang năm 2021, tuổi Hợi đã kết hôn, gặp phải đào hoa với người khác phái. Tình cảm vợ chồng, theo đó, khó tránh khỏi lục đục, bất hòa. Con giáp này nên giữ khoảng cách an toàn với những mối quan hệ mập mờ để tránh gây hiểu lầm không đáng có với người bạn đời của mình. Tình cảm của những người đang yêu sẽ gặp chỉ trích và phản đối từ người thân, bạn bè. Cho dù yêu nhau ra sao thì cũng nên tránh kết hôn trong thời điểm này. Đối với những người đang còn độc thân, mặc dù đào hoa không quá vượng do gặp năm tuổi, song vẫn có những mối nhân duyên bất ngờ dành cho bản mệnh. Tuy nhiên, hầu như mọi cơ hội đều không thành do cảm xúc của con giáp này sẽ bị tác động bởi các tác nhân bên ngoài. Hoặc khác, tuổi Hợi chưa muốn bắt đầu lại với những tình cảm mới và chưa muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.